Ngon chưa? Ôi! Ngon chưa? Đây là than từ máng rót xuống hầm các bạn. Làm dây mãi giờ mình mới quay được. Đây là băng tải rót than. Đây túc trực để tời tàu lên tàu xuống này. Tàu đang rót nó không thể lùi ra tự động đổ được, mình phải chủ động tới lùi để lấy hàng bạn. Còn thôi đây chuẩn bị ra đến Biển Đông rồi. Tàu kia là họ đang lấy lanh kè. Lanh kè là phủ dàn xi măng đấy mọi người. Tàu rất to. Qua mấy hòn núi rất đàng hoàng. Nước rất xanh. Ở đây không có tàu du lịch nào chạy qua đây cả. Đây để cho mình quay một vòng cho các bạn xem. Cột sỏi đài nó có mấy cái hoạn này, hải đăng đấy. Không biết ai ở trên đây. Xem kéo cá lên được con gì không.
Ba là còn tươi rói rói nha. Hôm nay neo neo gì con đấy. Này khoảng cân. Tàu. Con này cân đấy. Con này đúng các bạn. Ơi. Ngon chưa? Ơi. Ngon chưa? Subscribe nha.